Tiếp theo sẽ là dạng thứ tư này. Dạng 4 của cô đó là tính tổng hoặc hiệu của nhiều số hữu tỉ. Đó, thì trong dạng 4 này, phương pháp giải của dạng này như sau. Đó là chúng ta sẽ đi làm sao nhỉ? Áp dụng quy tắc giống ngoặc đối với các số hữu tỉ. Đó, nếu mà cô có mọi cái số x, y thuộc tập hợp số hữu tỉ này, thì khi đó nếu trước dấu ngoặc của cô mà là dấu cộng, thì cô sẽ giữ nguyên dấu của các hạng tử ở trong ngoặc. Còn ngược lại, nếu trước dấu ngoặc của cô mà là dấu trừ như thế này, thì cô sẽ phải đổi dấu tất cả các hạng tử ở trong ngoặc. Ví dụ ở đây, đang là cộng x thì bây giờ sẽ phải thành trừ x này. Đang là cộng y sẽ thành trừ y. Vì sao? Vì có dấu trừ ở trước dấu ngoặc này, đúng không? Thì các em sẽ nhớ cho cô quy tắc dấu ngoặc này nhé. Tiếp theo đó là gì? Nếu có các dấu ngoặc, đó là ngoặc tròn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn, thì ta sẽ làm thứ tự. Đó là trong ngoặc nhọn tròn, sau đó đến ngoặc vuông và cuối cùng sẽ là ngoặc nhọn. Và còn gì nhỉ? Nếu mà trong những cái dấu ngoặc tròn này nó có lũy thừa này, nhân chia cộng trừ, thì chúng ta sẽ phải làm nâng lên lũy thừa trước, sau đó đến nhân chia, sau đó thì cuối cùng sẽ là cộng trừ, đúng chưa nào? Và cuối cùng đó là chúng ta có thể bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng một cách thích hợp. Đó, tức là chúng ta bỏ ngoặc rồi chúng ta nhóm bằng cách là sử dụng tính chất kết hợp và tính chất giao hoán đấy, đúng không? Và sử dụng cái phương pháp này để chúng ta sẽ giải cho cô bài tập sau nhé. Bài 8 này. Tính cô A âm 5 phần 12 cộng 4 phần 37 cộng 17 phần 12 trừ đi 41 phần 37. Câu B 1 phần 2 trừ đi 43 phần 101 cộng với âm 1 phần 3 trừ đi 1 phần 6. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài 8 này như thế nào? Và trước tiên cô sẽ làm câu A trước nhé. Âm 5 phần 12 này cộng với 4 phần 37 này cộng với 17 phần 12 này trừ đi 41 phần 37 này. Để làm tính ở câu A này thì chúng ta chưa vội đi quy đồng mẫu các cái phân số này, mà chúng ta sẽ xem là gì, chúng ta có thể làm nhanh được hay không, hoặc là chúng ta sẽ nhóm như thế nào để sao cho mà giải ra được kết quả là như nào nhanh nhất nhá. Bây giờ các em thấy này, ở đây phân số này có mẫu là 12, đây cũng có mẫu 12. Phân số này có mẫu 37, ở đây cũng là 37, thì cô sẽ đi nhóm các cái phân số mà có cùng mẫu vào để cô sẽ đi thực hiện phép cộng trừ cho dễ nhá. Bây giờ này, cô sẽ nhóm âm 5 phần 12 này cộng với 17 phần 12. Tiếp theo là dấu cộng này. Bây giờ là 4 phần 37. 4 phần 37 của cô là dấu cộng thì cô vẫn trả nó dấu cộng đây. Còn ở đây là 41 phần 37 thì ở đây mang dấu trừ. Thì bây giờ sẽ là trừ 41 phần 37 này. Sau đó cô sẽ đi thực hiện các phép tính ở trong ngoặc. Đây là cộng hai phân số có cùng mẫu, cô sẽ giữ nguyên mẫu và đi cộng tử nhé. Âm 5 cộng 17. Âm 5 cộng 17 thì sẽ bằng 12, dương 12. Cộng này, bên này trừ hai phân số có cùng mẫu thì cô sẽ giữ nguyên mẫu này. 37 này. 4 mà trừ đi 41 thì là bằng âm 37. Đó, và đợi bây giờ sẽ bằng này, 12 chia 12 bằng 1 này. Cộng với âm 37 phần 37 thì bằng âm 1. 1 và âm 1 là hai số đối nhau thì cộng vào kết quả sẽ bằng 0. Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B là 1 phần 2 này trừ đi 43 phần 101 cộng với âm 1 phần 3 trừ đi 1 phần 6. Thì ở câu này các em sẽ, nhiều bạn sẽ nghĩ đến đó là chúng ta đi quy đồng hết thì rất là lâu đúng không? Bây giờ cô sẽ đi nhóm nhé. Cô sẽ nhóm này. Tại vì cô nhẩm thì cô sẽ thấy là 1 phần 2 ở đây cộng với trừ 1 phần 3 thì kết quả sẽ ra là 1 phần 6. 1 phần 6 trừ đi 1 phần 6 ở đây là bằng 0. Đó, thì cô sẽ nhóm ba cái phân số này vào với nhau. Đó. Tại sao? Tại vì tổng của ba cái phân số này sẽ bằng 0. Cô sẽ nhóm vào thôi. Sẽ bằng này 1 phần 2 cộng với âm 1 phần 3
trừ đi 1 phần 6 này. Sau đó ở đây là trừ 43 phần âm, trừ 43 phần 101 thì cô sẽ vẫn trả nó, đó là 43 phần 101. Và bây giờ sẽ bằng này, 1 phần 2 cộng với âm 1 phần 3 trừ 1 phần 6 thì cô thấy cộng vào thì cô thấy là bằng 0. Vì sao? Đây nhá, cô sẽ tính nhẩm cho các em này. 1 phần 2, âm 1 phần 3, âm 1 phần 6 thì có mẫu chung là 6 này. Cô sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số này với 3, cái này với 2 này, và cái này vì với 1 đúng không? Đây với 2 này, và ở đây là với 1 nhá. Thì ở đây 3 x 1 là bằng 3 này. 3 trừ đi ở đây 2 x 1 là bằng 2. 3 trừ 2 thì bằng 1 này. 1 trừ 1 thì bằng 0. 0 chia 6 thì sẽ bằng 0. Đó, 0 này, trừ đi 43 phần 101 thì kết quả sẽ bằng âm 43 phần 101. Đó, thì vừa rồi cô đã đi giải cho các em xong cái bài tập số 8. Câu B ra kết quả là âm 43 phần 101, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang dạng tiếp theo nhé.